À, chào buổi sáng mọi người ha. Cúc rồng bay nè, rồng bay phượng múa à. Chưa chịu nở nè, bung ra rồi nè. Nhiều lớp ha. Đây. Như cái lò kèn á. Sắn 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 luôn nè. Nó nhú ra nè. Xoắn xoắn luôn, màu đậm không? Một cái chùm nè đây. Đây, hôm lặt lá là nó tất nó ra nè, chùm chùm luôn ha. Cúc rồng bay đây, rồng bay phượng múa vậy không biết không? Xanh đã thiệt ha. Bên kia nó cũng chuẩn bị nhú ra nữa kìa. Đấy, cái nút vừa đủ sức á, nó chỉ ra một 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 thôi, mặc dù nó vẫn ra bông á. Vậy chúng ta phải nuôi cho nó mập lên, căng lên tràn, căng tròn lên bằng bắt đầu từ tháng này á. Tháng 8, tháng 9 này nè. Đấy, 8, 9 là còn 4 tháng nữa đến Tết nè, 4 tháng rưỡi nữa đến Tết. Đấy. Canh hoài mà không chịu nở, mắc cỡ hay sao? Thay chậu này nó tốt rồi nè. Cho nó lấy ra một cây đọt ha, lấy ra được khoảng cả tấc nữa. Thấy cây nó tùm lên liền. Cây bên đây nè, chuẩn bị cũng ra đọt mới ha. Cũng rồng bay nè. Rồng bay phượng múa gì đây. À, còn đây là thằng VIP á, hôm nay nó nở trong đêm leo vô nhà quá trời à, vú ở trong nhà à, sợ nó rụng á à. Đây quá trí đẹp luôn.
Này đem ra ngoài nè, ít bữa ai có này nở nữa nè, đã hy vọng là nó còn được bông nữa ha. Hãy nở xem tiếp. Xem tiếp ha. Này bò trĩ nè. Đấy, ngày qua bỏ nó trong nhà không có sạch bò trĩ nè. Nó nhỏ nó bù đầy hết trơn. Nguy hiểm quá. Thì bây giờ cái nghề trồng mai này rất là cực á. Đây phải phân thuốc sâu bệnh suốt à. Cực lắm. Để bị ngắm một bông hoa nở là cả một kỳ công á. Chạy ra một kiểu trời. Đang chạy xuống dưới nè. Đó, bò trĩ nó bò lý nhí đó ha. Chút xíu à. Đó, thấy chưa? Đó, nó bò đó. Có chút xíu mà nguy hiểm cực kỳ luôn á. Nó bò bên trên nè. Đó. Thấy chưa? Đó. Đó, nó chạy lúc nhúc thấy chưa? Nó nằm dưới mép lá này nè. Đấy. Chút xíu à. Mắt thường vẫn thấy được ha. Rần rần luôn. Thôi kệ nó đi. Quan tâm nhiều quá mệt. Cái này bỏ trong nhà ngày qua mình có xịt thuốc đám mà nè thì nó hết rồi. Còn cái cây này ha. Ta chi tí nữa chắc phải xịt nữa quá. Xịt nữa hồi nó lây cả vườn luôn á. Bên đây quá trời luôn nè. Đây là mai, cũng là mai cúc rồi ha. Đây là cúc Tân Châu á, cúc ở miền Nam à. Giống này cực kỳ sai hoa luôn á, hoa chùm chùm luôn nè. Cây nhỏ thế này mà nó ra đẹp chùm với đây là ra thấy 4 bông nè. Có chút xíu chưa? 4 bông luôn ha. Mà hoa nó cũng to lắm á. Đây là hàng cây giống mới ghép ha. Hàng cây giống mới ghép có chút xíu à. Cây này ghép được 1 năm á. Cúc Tân Châu à. Cái hoa nó cũng giống hình parabol, nó cũng đẹp nè. Nó có vẫn thơm á, có nhị là thơm à. Có nhị là thơm à. Ngắm hoa, ngày nào ngắm hoa cũng giống như ngày Tết vậy. Vui ha. Đây còn một chùm nè, đổ ra một chùm nè, nhìn đã lắm ạ.
cái giống này là tết nó trổ ra là kín cây luôn. Đây, đây nữa nè, đây cái chùm này nhìn mới đã nè. Đã chưa, giống như cái lò kèn nha, đã thiệt chứ hả. Đã cúc Tân Châu á, cúc Tân Châu này. Nhỏ mà hoa nè ha, đây người ta làm giống là hoa nè, đấy nó đeo đầy một giống này, một năm có thể cho lực tới 2 vụ hoa rồi nha. Cúc Tân Châu à, sinh trưởng rất là mạnh. Cái phơm hoa nè, cái này để một chút mình sẽ tua thử coi nó có nở bung ra không á. Đấy, bung ra chúng ta sẽ có được cái hình bông hoa nó nở từ 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 luôn nè. Này tua chắc lâu ạ. Đây mọi người có xem thì ủng hộ mình nha, để mà quay được cái một cái đoạn video mà nó dài trong vòng mà nó 20-60 giây á, là mình tốn ít gì cũng phải là 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ á để mà tua ra, tua nhanh ha. Rồi hẹn mọi người làm chắc là cái video, thế là cái video vào ngày mai á, ngày mai thì mình tua cái này là cũng hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi để đây ha. Đấy, góc này á, góc này mình sẽ tua cái góc này đi. Đấy, góc này nó sẽ mở bung ra. Rồi ở dưới đây nó làm nụ ha, nụ dưới đây nè, cúc Tân Châu ha. Đấy, mỗi một cái mắt lá là nụ nụ đặc hết trơn à. Đấy nụ nè, đây nụ nè, nụ đặc hết ghê chưa. Nụ là do cái giống này làm nụ á, nhưng kiểu mai cam á, mai cam mà cúc cam nó thưa nụ lắm, do cái giống á, vì mà tùy giống á, như mấy giống mà thưa nụ ta phải bấm chặn cho nó ra nhiều nhánh thì có nhiều nụ hơn. Còn cái giống này á, thì nụ kích rịch à, nụ kích rịch thì khỏi cần bấm á, cũng nụ đầy rồi, nhưng mà bấm cho nó gọn tàn lên nè. Đây tùy mục đích á, bấm có thể là cho ra nhiều nhánh và bấm là để nhánh kích lại. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Đấy, uống cà phê nha. Mình biết chắc là khi mà nó nở ra thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi ha. Nó nở ra thì nó cũng như thế này thôi, chứ chả có gì cả. Nhưng mà quan trọng là chúng ta nhìn thấy được cái lúc mà nó nở á. Mình thấy mình lúc nào nó nở. Như mấy có mấy người đi du lịch á, người ta nói là quan trọng á là không phải là điểm đến á, khi mà đi đến một cái điểm du lịch nào đó, không phải quan trọng không phải là điểm đến, mà quan trọng là cái hành trình chúng ta đi á. Rồi chúng ta đi thì nó vui hơn là cái đích đến. Cũng vậy á, không phải là khi mà con người chúng ta sống á, không biết sống để làm gì á, sống tới không lẽ sống tới già chết, đâu phải đâu. Quan trọng là cái lúc mà chúng ta sống từ trẻ tới già, đó mới là cái ý nghĩa. Này chứ không lẽ là con người sinh ra để mà mục đích là để già đi á, không phải, mục đích là để mà từ trẻ tới già thì này
thì nó mới vui á, chứ mà quan trọng ai mà giả già đi đó là điều tất nhiên rồi. Cái hoa nào nó nở thì nó cũng tàn thôi, quan trọng là trong cái lúc nó nở ra, lúc nó nở. À, nhìn đã chưa? Này thì được khoảng 3 ngón tay, khoảng 5 phân á. Rồi không à, quay ra quay rề rề cái bên đây, quay ra bên đây ha, bên đây cái bên đây nó nở mất tiêu rồi, đợi bên đợi mấy thằng tiếp theo ha. Đây rồi, chúc mọi người xem video vui, xin chào.